Rồi dì cho con biết tên của dì ạ? Tên tôi là Lê Thị Thắng. À, Lê Thị Thận. Dạ, năm nay dì Thận bao nhiêu tuổi? Mấy chục rồi? Dạ công làm. 85. Dạ. Rồi hiện tại là dì Thận là ở tỉnh nào? Ở Quảng Nam. À, Quảng Nam. Dạ. Rồi hôm nay là dì Thận là kết nối là để kiếm ai? Dạ cách nói là tôi đi tìm mà con tôi. À, rồi con của dì Thận tên gì? Và tên hắn là chị Trương À, sao con của mình lại quên tên? Quang Tùng. Hắn lâu quá rồi. Hắn khác lạc À, mà. Hắn khác là dạ. rồi vậy là anh Tùng là sinh năm mấy? Sinh năm gì cũng lâu quá rồi, tôi dọa tôi không nhớ. Nó cấm chín lại á, 69, 69, Trời 79 gì ơi. đó, 30, 30. Trời ơi, mẹ mà bây giờ thứ nhất là tên con mà không nhớ, sinh năm sinh của con cũng không nhớ. Sao Già lại vậy nè? rồi Dĩnh không nhớ cái chi nhớ Dạ. nữa. Rồi vậy là thất lạc lúc bao nhiêu tuổi? Chỉ vì một đứa nữa, một đứa đó là cái thằng, còn cái con nữa. Dạ, người nào ra người đó trước đi nha dì nha. Rồi rồi anh Tùng là thất lạc lúc bao nhiêu tuổi? Lúc đó hắn cũng được mới 12 tuổi. À, 12 tuổi. Phải không? 5 tuổi. 5 tuổi. Con nghe trong quá trình thất lạc ra làm sao? Thì trong quá trình thất lạc đó, là hồi nó là ông chồng con á, ông chồng tôi á là đi thất lạc. Cái rồi ông đi vô trong Nam đi, rồi ông đi vô trong kia, cái ông thất lạc là ông có cái điện tử, ông bố điện tử về là ông hy sinh. Cái tôi mới nói thấy ông cũng thương hai hai đứa con tôi. Cái tôi mới nói ông có hai đứa vợ rồi nhưng mà ông không có con. Tôi mới nói thôi ông thương con mình đi, thì mình kết nối với ông ở Lùng Anh với nhà. Cái gian xa đó cái ở với ông là tôi sinh được hai đứa, sinh được hai đứa. Cái hồi nó chiến tranh cực khổ lắm, cái sinh được hai đứa. Sinh thằng Tùng là lớn, là thế nào có quen chứ, mới có 5 tuổi, mới có 5 tuổi. Cái sau tôi sinh đứa nữa là 2 tuổi, mà cái đứa nhỏ nó là không có cái bóp rất mẹt như này. Rồi cho con hỏi là trong quá trình mà thất lạc nhau là thất lạc nhau ra làm sao? Vì lý do gì mà thất lạc? Vì lý do là vì sao ông chồng tôi về, ông chồng tôi được trả tù về, về cái ông bên đi là ông sợ, cái ông mới dẫn con đi và đi 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 luôn. Cho nên cái chỗ đó là thất lạc, cái chỗ đó là ông dẫn con đi, cái thất lạc cái trừ tôi cũng kết nối được, cũng biết, không biết chỗ mô. Mà giờ tôi nghe được rứa thì tôi cũng muốn nhờ chú là cho tôi con, nếu như được thì tôi kết nối, tôi gặp con tôi làm gì. Rồi, vậy con hiểu cái nội dung câu chuyện, có nghĩa là trước đây dì đã có chồng và sau khi chồng đi lính mất tích sau đó thì dì lấy thêm chồng sau. Dì lấy thêm chồng sau thì sinh ra được người hai hai người con. Rồi sau đó là chồng trước về thì chồng sau lại dẫn hai người con đó đi nơi khác. Có phải vậy không ạ? Rồi. Rồi cho con hỏi là cái người cha của hai đứa trẻ đó, hai đứa con của dì á, người cha sau đó là tên gì? Trường Quang Tốn. Trương Quang Tám. Dạ. À, và chú Tám sinh năm mấy cô có nhớ không? Không, cái nó thì chịu quá. Rồi quê quán chú Tám ở đâu? Quê quán thì ở Quảng Cũng ở Quảng Nam luôn. Nam. Dạ. Ở Quảng Nam. À biết ở chỗ mù. Ông Rồi chị ơi, rồi xung quanh đỡ ồn chút xíu nè, Tuấn Vy hỏi tới đâu trả lời tới đó để nó tuần tự á, rồi để gì để phân tâm á. Dạ. Rồi cho con hỏi là ngoài chú Trương Văn Tám ra thì có ai thân nhân của chú Trương Văn Tám mà dì biết không? không Có nghĩa là ví dụ như là cha mẹ của chú Trương Văn Quang Tám hoặc là anh chị em chú Trương Quang Tám, dì có biết ai không? không hầu nó không nói chi hết. Dạ. Vậy thì trong quá trình mà quen biết nhau đó thì lúc đó là chú Tám là làm công việc gì? Công nhân thôi. Dạ. Có cụ thể là quen ở huyện nào của tỉnh Quảng Nam không?
Hồi nó quen ông đó là ở nông trường 1 tháng 5. Nông trường 1 tháng 5 à. Và nếu mà tính theo độ tuổi thì là chú Tám là lớn tuổi hơn cô hay là bằng tuổi hay là nhỏ tuổi ra Lớn sao? hơn, lớn hơn. Lớn hơn khoảng bao nhiêu tuổi? Lớn hơn cũng khoảng, ông cũng là năm đi, cũng 95, 90 gì rồi đó. Ồ, khoảng 90 95 rồi. Dạ. Rồi, thứ nhất là sinh ra một người con trai tên là Trương Quang Tùng khoảng sinh năm 1969. Còn người con gái thì khoảng sinh năm mấy? Năm 72 chứ đó. 72, 73, 72 Dạ, 72, khoảng sinh năm 72. đó. Trời ơi, trong mắt là Và cái lúc thất lạc là anh Tùng đã được 5 tuổi, có nghĩa là lúc đó thất lạc khoảng năm 74 hả? À, có nghĩa là trước giải phóng hay là sau giải phóng? Dạ. trước giải phóng Dạ, vậy là trước giải phóng là chú Tám dẫn theo hai người con. vâng Dạ. con Rồi người con gái tên gì? gái là Trương Thị Trúc. Dạ, Trương Thị Trúc. Dạ. Người con trai tên là Trương Quang Tùng sinh năm 1969, còn người con gái là tên là Trương Thị Trúc khoảng sinh năm 1972. À, đã đi theo cha, tên cha là Trương Quang Tám, quê ở Quảng Nam. Dạ. Dạ, bây giờ thế này nè, gia đình mình muốn nói cái gì mình cứ nói lớn lên chứ tại sao phải xù xì, nói biết gì thì mình nói lớn lên. Tuấn Vĩ ơi, có nghĩa là khi thất lạc là thất lạc ở Nghệ An á, Thất chứ lạc không ở phải, Nghệ An hả? có nghĩa là bà hồi xưa bà là làm ở Nghệ An. Dạ. Cái đầu khi mà ông Trương Quang Tám nói là ở Nghệ An, ở ở công nông trường 32 đúng không? Nông trường 1 năm À rồi nông trường 1 tháng 5 ở chỉ ở ở anh Nghĩa Đàn hả? ở Nghĩa Đàn. À, Nghệ Đàn. Ừ, Nghệ Đàn, Nghệ An thì đó, thì mình biết gì thì mình nói lớn lên chứ cớ sao phải xù xì. Mà hồi nãy Tuấn Vĩ đã nói là nếu biết thì ngồi ra nói giùm chứ. Dạ. Vậy là có nghĩa là khoảng năm 1974 thì là gì, là lúc đó là quen với chú Tám là ở nông trường 19 tháng 5 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Một Dạ. tháng năm nóng trường 1 tháng 5. 1 tháng 5. Dạ, con xin lỗi. Dạ. Nông trường 1 tháng 5 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Và sau đó thì dì có nghi ngờ là chú sẽ dẫn hai anh chị đó đi đâu không? Thì dư ổng nghĩ hồi nó thì ổng nói là dư chồng chồng trước thì ổng dẫn hai đứa con ổng đi đi đồng ăn chỗ khác rồi ổng đi luôn đó, trùng không biết chỗ mua ấy. Rồi hồi nó cũng sợ linh lọt, rồi sợ ông chồng trước ông quánh ông đồ ra không vốn. Sợ ghen hả? Ghen Dạ. Vậy rồi sau khi chồng sau về thì cô có biết chuyện này không? dạ ổng biết nhưng mà ổng không nói gì hết, À, ông có biết. ổng có biết tôi có hai đứa con đó mà ổng nói gì À, hết. dễ quá ha, chú dễ quá. Không phải, vì lúc đó là ổng bị tù đày, cái họ đưa giấy báo tử về là đã chết, Dạ. cho nên bà mới lấy ông sau. Dạ, ai ngờ đâu là không chết. Đúng rồi, ai ngờ là ông chết sao ông gì. À, ai ngờ đâu ổng không mất thì là sau khi về thì là chồng sau lại dẫn hai đứa con đi chỗ khác. Có nghĩa là bà hồi đó đã có hai đứa con trước rồi, cái ông Dạ. chồng trước mà bị tù đày, Dạ. cứ đi ra đảo, cái họ đưa báo tử về là chết, Dạ. cái bà mới lấy ông đi, xong rồi đẻ hai đứa, sau bao nhiêu năm cái ông nó về tiếp. Dạ, ông chồng trước về vậy cái chồng sau dẫn hai đứa con đi. Đúng rồi, là thất lạc vô tầm cỡ năm 73, 74 gì đó. Dạ. Rồi, ok, Tuấn Vĩ hiểu rồi. Vậy con xin tóm tắt lại chút xíu nha. Con xin tóm tắt lại cái chỗ nào không đúng thì dì nói không đúng giùm con nha. Dạ. Tên gì á là Lê Thị Thận, hiện tại bây giờ là ở Quảng Nam. Dạ. Trước đây vào khoảng năm 1973 hoặc là 74 thì lúc đó là dì là ở
nông trường 1 tháng 5 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Và có quen biết với chú Trương Quang Tám, quê ở Quảng Nam, và có sinh ra hai người con. Một người tên là Trương Quang Tùng, sinh năm 1969, và người con gái tên là Trương Thị Trúc, sinh năm 1972. Và sống tại nông trường 1 tháng 5 ở Nghĩa Đàn, Nghệ An. Thì sau khi mà nghe tin là chồng trước không mất và chồng trước quay về, thì người chồng sau đã dẫn hai anh chị đó đi nơi khác và mất tích cho đến ngày nay. Dạ, rồi, để con nắm được cái thông tin cơ bản như vậy rồi, con sẽ cập nhật thông tin, cũng hy vọng đó là dì sẽ kết nối được với hai người con của dì nha. Thôi mấy đi được cũng xin cảm ơn. Trừ đó Dạ. cái năm sinh nó chính xác, chính xác của năm sinh của hai đứa con vào tầm chứ không phải là chính xác. Dạ, khoảng khoảng đúng không? Dạ. Đúng rồi. Cũng không sao, bởi vì là thật ra đó, thì khi những người con này nghe tên của người cha là Trương Quang Tám thì đã nhận ra, còn cái việc mà năm sinh thì có thể chênh lệch nhau cũng không vấn đề gì. Cái con cái đứa con trúc con gái mà không có cái bớp trên mẹt này tì xuống cái này bớp đỏ. Bớt đỏ. Là con đứa con gái nhá. Mà bây giờ nếu mà kiếm được chú Tám rồi để về chồng của gì, có ghen không? Hết rồi, chồng tôi chết lâu rồi. Dạ, hết ghen ha. Sợ trừ có gà cũng là cho vui với nhà thôi chứ còn còn chi nữa, Dạ, già kiếm rồi kiếm con thôi ha. kiếm con thôi. Dạ, rồi, rồi con đã nắm được cái câu chuyện rồi nha, con nắm được câu chuyện rồi, con chúc sức khỏe gì nha. Dạ cảm ơn chú, Dạ, dạ. tam lại chú tìm được thì Trời con ơi, trời ơi, gì nói tâm lại, con ngại quá, con tổn có thọ chết con á. cảm Dạ, ơn. dạ. Rồi bye bye, xin chào gia đình mình hết. Bye Dạ, dạ. bye, chúc Dạ. sức khỏe. Rồi chị cho em biết tên của chị ạ. Nguyễn Thị Mỹ Lợi. Chị Lợi là sinh năm mấy? Chị sinh năm 60 ạ. Dạ. Hiện tại là chị Lợi ở tỉnh nào? Chị Lợi đang ở tỉnh Bình Thuận. Ở Bình Thuận. Dạ. Rồi hôm nay chị Lợi kết nối là để kiếm ai? Chị kiếm mẹ cho em nuôi. Kiếm mẹ cho em nuôi. Vậy là gia đình chị có một người em nuôi. Em nuôi mà chị nghi là em này là con lai đó. Nghi con lai. Rồi. Tại Vậy. vì em này nó không trắng mà lông vàng vàng. Vậy thì chị đã tên gì? Chị đó tên là hồi xưa mà gia đình của chị mà xin em đó ở cô nhi viện á, thì em đó tên Thu nhưng mà không biết họ gì. Nhưng mà bây giờ về gia đình của chị á, là chồng chị họ Thái. Cho nên là đặt em đó là họ Thái nhưng mà Thái thì Thu. Rồi, là sinh năm mấy? Em nó sinh năm mà chị bây giờ chị không biết rõ là 70 hay là 71 em nghe, tại vì em nuôi lúc đó là gia đình của chị ba ba chồng của chị xin em đó là ở cô nhi viện cho nên là em đó khoảng 3 hoặc 4 tuổi. Khoảng 3 4 tuổi. Đúng rồi. Vậy là khoảng năm 73 hả? 73 74 gì đó hả? 73, 71 gì đó, cái đó chị không rõ nè em. Rồi. Mà bây giờ gia đình của chị khai của em đó là về khai sinh là em đó sinh 71 vậy. Rồi. Vậy rồi trong cái quá trình mà sinh từ cô nhi viện về thì có thấy cô nhi viện ghi lại là thông tin của người mẹ ruột ra sao và hoàn cảnh ra sao mà đưa con gửi đó không? Bây giờ chị trình bày nha. Em này á là khi mà gia đình của chị sinh á thì ba chồng của chị sinh sinh em này ở cô nhi viện bồ câu trắng ở Hàm Tân. Hàm Tân Bình Tuy đó, hồi xưa là gọi là Bình Tuy là bây giờ Hàm Tân đó. Bồ câu trắng thì cô nhi viện đó là có ông cha ông có ghi cho ông già ông ba ba chồng của chị là một tờ giấy. Tờ giấy nhưng mà bây giờ cái tờ giấy đó là chị không còn còn giữ nhưng mà nó nguyên nhân như vậy nè, khi khi mà ba chồng của chị xin á em này về nuôi thì
ông cha đó ông kêu là bây giờ tôi cho bé này là tên Thu là cho ông, nhưng mà bé này là có một người em tên Hòa. Năm trước là bà mẹ vào gửi cho cô di viện của tôi là người chị. Năm sau là bà mẹ gửi một người em, tức lên là người em có tên Hòa. Thì sau một thời gian thì gia đình của chị nuôi nuôi cô em này là lớn lên thì gả chồng vợ rồi á, thì lúc đó là cái người em mới liên lạc được, là vì lúc mà em đó ra ra cô nhi viện á, 18 tuổi là em người em trai đó ra cô nhi viện, thì ông cha đó ông có là ghi cho một cái giấy là nói là con có một người chị là cái người đó người kia nuôi, hiện giờ người đó là đang ở chỗ đó chỗ kia. Thì hai người chị em này nó liên lạc với nhau thì đã nhận nhau, mà hai người này giống một mẫu người y nhau luôn, trắng rồi y vậy, y nhau luôn. Cho nên là khi mà gia đình của chị là biết được là cho cô này cô em này là đi nhận người em, thì bây giờ hai người đang còn liên lạc với nhau. Em Tốt quá. em trai thì có gia đình ở Hàm Tân, còn lại cô em này thì gia đình của chị nuôi cho nên ở Bình Thuận, nhưng mà ở trên vùng Đức Linh xa hơn. Vậy là nếu người trong cuộc thì sẽ nhận ra rằng là mình có một người con gái là tên là Thu và có một người con trai tên là Hòa, thì người trong cuộc là Đúng biết rồi, liền. Còn về đúng cái rồi. việc mà thông tin của từ người cha của người mẹ đó thì có ghi lại là mẹ tên gì hoặc này kia không? Không em, tại vì khi đó là cô nhi viện có ghi, nhưng mà đưa tên hay là cái gì đó thì cho cha chồng của chị, nhưng mà cha chồng của chị là qua đời sớm, qua đời lúc 86, cho nên là lúc đó là gia đình của chị là vẫn nuôi cô em này chứ không có nghĩ đến gì hết. Đến bây giờ thì có cái chương trình của Tuấn Vĩ thì chị theo dõi là quá lâu, bao nhiêu năm nay hết người này qua người kia, cho nên là chị nói với cô em là cô này thì nói chung lại là cô không có điện thoại được với cô, không có làm kết nối được với cô kém, cho nên là chị nói với cô là bây giờ tôi sẽ đăng ký Tuấn Vĩ, chứ cái kênh của Tuấn Vĩ nếu mà được thì Tuấn Vĩ tìm mẹ cho cô, cho nên là cô trông đợi lắm. Hôm qua cô về lại mấy lần mà chị đăng lên rồi Tuấn Vĩ hứa với chị đó, thì thời gian này quá lâu cho nên là hôm qua cho cô về lại nhà, cô hỏi là chị nói cái chương trình Tuấn Vĩ đó có giúp cho em được không, thì hôm nay chị mới nhắn tin lại cho Tuấn Vĩ đó. Rồi, ok chị. Vừa hồi nữa đó thì chị gửi cho em vài tấm hình của chị Thu á, thì để em cập nhật lên xem có giống những anh chị em sau này nữa không, đang sống với mẹ hay không. Đúng Rồi, vậy câu rồi, chuyện của chị thì em có nắm được trên cơ bản. Thì hôm nay là chị muốn lên để thay mặt cho người em gái nuôi để kiếm về gia đình. Thì đang nghi ngờ đó là em của chị sinh năm 1970 hoặc là 71, tên là Thu, và sau khi về nhà thì đặt lại họ Thái thì Thu. Và cái khi đúng rồi. mà ba mẹ chị, gia đình chị đưa về thì lúc đó được khoảng 3 tuổi, từ cô nhi viện Bồ Câu Trắng ở Bình Tuy. Và đặc điểm của chị Thu đó là có một người em tên là Hòa. Đúng rồi, nhau đúc à. Đúng Ok chị nha, rồi rồi có ai lên tiếng, có ai báo gì thì em sẽ cho gia đình mình biết. rồi, chị sẽ gửi hình cho em mà sau mấy tiếng nghe em. Không ngờ là cộng đồng ông bà anh chị em ở ngoài nước và trong nước, nếu mà ai thấy cái tin này mà được cập nhật thì tôi cũng xin hậu tạ là 40 triệu ở trong cái tin này. Tôi xin cảm ơn, sự là cảm ơn cộng đồng ngoài nước và trong nước. Rồi ok chị, rồi em ghi nhận được câu chuyện của chị rồi, rồi em sẽ cập nhật, cũng hy vọng là cô chú anh chị trên cộng đồng có ai thấy được trường hợp nào mà đáng nghi ngờ thì đến gia đình và cũng nói với gia đình dùm và coi dùm cái video này xem có đúng trường hợp của gia đình nhà nọ nhà kia hay không. Thì mong được cái sự giúp đỡ của bà con cô bác, rồi có ai báo gì thì em sẽ cho chị hay nha. Rồi, và bây giờ chị xin là em là khoảng vài tiếng sau là chị đang chụp hình gửi qua kênh của em ha, Gửi bên qua Zalo, gửi gửi qua Zalo này. Zalo. Rồi, Rồi chào cảm ơn chào Tuấn chị. Vĩ nhiều nha, chị chúc Tuấn Vĩ thành công nha, chị coi Tuấn Vĩ rất là nhiều, quá nhiều luôn á, ngày đêm luôn á. Bye bye rồi chị. rồi chào Tuấn Vĩ. À, rồi, rồi.